Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu của Cúp C1 châu Âu ngày hôm nay 25 tháng 10 và rạng sáng ngày 26 tháng 10 thì sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của lượt trận thứ 5. Tính đến thời điểm hiện tại thì ban tổ chức đã xác định được các đội bóng giành vé đi tiếp, đó là Napoli, Club Brugge, Bayern Munich và Manchester City. Đó là những cái đội bóng đã giành vé đi tiếp trước hai lượt trận, và ở lượt trận đấu thứ 5 vào đêm nay thì nhiều khả năng sẽ diễn ra các suất đi tiếp tiếp theo. Và theo lịch thi đấu ngày hôm nay thì sẽ diễn ra các trận đấu như sau. Vào lúc 23:45, San bước đối đầu với Chelsea. Cũng vào lúc 23:45, đó là cuộc so tài của Sevilla với Copenhagen. Trong ngày 26 tháng 10, vào lúc 2 giờ thì sẽ diễn ra các trận đấu như sau. Paris Saint-Germain đối đầu với Maccabi Haifa, Dortmund đọ sức với Manchester City, Dinamo Zagreb đối đầu với AC Milan, Benfica đọ sức với Juventus, Celtic đối đầu với Shakhtar, Leipzig đối đầu với Real Madrid. Vào lúc 23:45 ngày 26 tháng 10 thì Inter Milan đối đầu với Victoria Plzen. Vào lúc 23:45 thì Club Brugge đối đầu với Porto. Ở các trận đấu này thì những đội bóng như Paris Saint-Germain, Manchester City, AC Milan hay Juventus cũng như Real Madrid thì được đánh giá cao hơn, nhưng chúng ta phải lưu ý ở trận đấu giữa Juventus làm khách trên sân của Benfica. Đây là một trận đấu mà Juventus được dự đoán sẽ gặp rất là nhiều khó khăn để mà giành vé đi tiếp. Hiện tại thì Benfica đang có 8 điểm và đứng vị trí thứ hai hơn Juventus tới 5 điểm. Juventus chỉ còn mục tiêu và nhiệm vụ duy nhất là phải đánh bại Benfica, sau đó thì đối đầu với Paris Saint-Germain ở lượt trận đấu cuối cùng thì mới có thể là biết mình đi tiếp hay không. Nếu như một trận hòa là khiến cho Juventus sẽ phải xuống chơi ở Cúp C2 châu Âu đấy. Cho nên là đây là một trận đấu mà Juventus được dự đoán sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và có khả năng là sẽ phải chơi xuống chơi ở Cúp C2 châu Âu chứ không hề đơn giản đâu. Cho nên là thầy trò huấn luyện Marc Allegri phải biết cách để mà tận dụng sai lầm của đối phương và tìm ra cái sơ hở của Benfica để mà trừng phạt. Chứ còn nếu như mà thi đấu như trận lượt đi ở mùa giải năm nay thì thực sự là rất là khó để mà tìm kiếm được cái 3 điểm của mình ở trận đấu này. Cập nhật cái bảng xếp hạng của Cúp C1 châu Âu trước cái lượt trận thứ 5 như sau. Tại bảng A, Napoli dẫn đầu với 12 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 9 điểm, đứng thứ 3 là Ajax 3 điểm, đứng thứ 4 là Rangers 0 điểm. Ở bảng B thì Club Brugge dẫn đầu với 10 điểm, đứng thứ 2 là Porto 6 điểm, Atletico Madrid đứng thứ 3 với 4 điểm, đứng cuối là Leverkusen 3 điểm. Ở bảng C, Bayern Munich dẫn đầu với 12 điểm, Inter Milan đứng thứ 2 với 7 điểm, đứng thứ 3 là Barca 4 điểm, đứng cuối là Plzen 0 điểm. Ở bảng D, Tottenham dẫn đầu với 7 điểm, Marseille đứng thứ 2 với 6 điểm, Sporting Lisbon đứng thứ 3 với 6 điểm, đứng cuối là Frankfurt 4 điểm. Tại bảng E, Chelsea dẫn đầu với 7 điểm, sang bước đứng thứ 2 với 6 điểm, Milan đứng thứ 3 với 4 điểm và đứng cuối là Dinamo Zagreb 4 điểm. Ở bảng F thì Real Madrid dẫn đầu với 10 điểm, Leipzig đứng thứ 2 với 6 điểm, Shakhtar đứng thứ 3 với 5 điểm, đứng cuối là Celtic. Ở bảng G, Manchester City dẫn đầu với 10 điểm, đứng thứ 2 là Dortmund 7 điểm, xếp thứ 3 là Sevilla 2 điểm và đứng thứ 4 là Copenhagen 2 điểm. Tại bảng H thì Paris Saint-Germain dẫn đầu với 8 điểm, Benfica đứng thứ 2 với 8 điểm, xếp thứ 3 là Juventus 3 điểm, đứng cuối là Maccabi Haifa cũng với 3 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì kết quả của các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.